Em có hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhì thì em chia tay, tính ra bây giờ cũng khoảng 5 năm. Tại vì em phát hiện người yêu của em nói chuyện với người yêu cũ. Trời ơi, thì nói chuyện bình thường thôi mà em. Cũng có mấy mối tình rồi. Dạ ba. Ba rồi hả? Đừng có gọi điện cho người yêu cũ, nhớ chưa? Bắt đầu từ bây giờ. Dạ là bạn mà. Hả? Là bạn rồi có gọi không? Không hả? Sao? Xin mời đàn gái nào. Trời ơi xinh xắn quá à. Mời nhà trai. Đây đi cưng. Rồi, mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ. Em giới thiệu đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty Vilaconex ở quận 4 ạ. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Còn bạn trai, giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên cạnh và quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Đức Bổng ạ. Em năm nay 29 tuổi ạ. Em quê ở Phú Yên. Hiện tại em đang làm ở Nha Trang. Công việc của em là kỹ thuật bên hãng, hãng Lipsil. Em ở làm ở Khánh Hòa luôn. Dạ vâng. Sao dạ. Nhẹ nhàng quá vậy cưng? Nhẹ nhàng. Bay bổng mà. Nhưng bao lâu thì Trúc về quê một lần hả Trúc? Khoảng cỡ 2-3 tháng em về một lần. 2-3 tháng về, bây giờ về Khánh Hòa là có người đón rồi đó. Ha. Anh đàn gái cho chúng tôi biết một chút về điểm mạnh và điểm yếu đi. Điểm mạnh của em thì em sống có trách nhiệm, biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Em có kỹ tính không? Rồi khó tính không? Dạ em có kỹ tính ạ. Còn khó lúc tính. Lúc xưa là khó tính, bây giờ đỡ bớt rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhì thì em chia tay, tính rồi bây giờ cũng khoảng 5 năm. Tại vì em phát hiện người yêu của em nói chuyện với người yêu cũ. Trời ơi, thì nói chuyện bình thường thôi mà em. Lý do đầu tiên là nói chuyện với người yêu cũ nhưng mà lại giấu em. Dạ em phát hiện, vô tình em phát hiện ra thôi. Người ta ngại ta giấu thôi, nhưng mà ta nói chuyện với người yêu cũ bình thường mà. Đâu phải là người ta quay lại với người yêu cũ mới là quan trọng. Rồi cái mối tình thứ nhất á, là chia tay là vì sao? Dạ cũng là nói chuyện với người yêu cũ luôn. Trời ơi. Em có nghe cái cuộc nói chuyện đó không? Dạ em thấy tin nhắn ạ. Nhắn cũng tình cảm lắm anh. Thì nói em ơi em khỏe không? Từ lúc chúng ta chia tay nhau rồi không gặp lại, chúc em khỏe hạnh phúc nha. Thí dụ vậy rồi sao? Nhớ đừng có gọi điện cho người yêu cũ nha. Đó thì hỏi vậy để cho Bổng bên đó là cẩn bổng, thận đó. Bổng có mấy mối tình rồi? Dạ ba. Ba rồi hả? Đừng có gọi điện cho người yêu cũ, nhớ chưa? Bắt đầu từ bây giờ. Dạ là bạn mà. Hả? Là bạn rồi có gọi không? Không hả? Sao? Em điểm mạnh điểm yếu em là gì Bổng? Em có tính hài hước nhưng mà với người bạn của em thì em hài hước. Lên sân khấu em hơi ngại. Em ích kỷ quá, em chỉ hài hước với bạn em thôi à. Phải hài hước với tất cả mọi người đúng không, cho nó vui. Dạ thì khi mà thân nhau thì em mới thân nhau hả? Còn sao trước kia là ngại đúng không? Dạ vâng. Điểm yếu của em là khi mà em gặp một cái chuyện gì đó tim em đập nhanh là em bị chảy nước. Chảy nước hả? Ra mồ hôi tay. Ra mồ hôi tay. Ra mồ hôi, nó ra mồ hôi. Tưởng tôi giật mình nghe, tưởng chảy nước gì. Tôi tưởng tè dầm không. Sau ba mối tình đó thì em rút ra một bài học kinh nghiệm là gì? Là lỗi là do ai? Em chưa biết quan tâm bạn nữ lắm. Đó, cái đó rất là quan trọng nha. Chưa biết quan tâm. Rồi bây giờ là em ổn định chỗ Khánh Hòa chưa? Dạ ổn định. Em còn muốn đi đâu nữa không? Dạ không. Vậy là lấy vợ phải về Khánh Hòa đúng không? Dạ. Rồi Bổng ơi, mà ba cái người bạn gái của em á, là em còn liên lạc với người ta không? Dạ tất cả đều là bạn của em. Nghĩa là có liên lạc. Trời ơi, có nghĩa là sao? Là bây giờ ba người đó đều là bạn của em hết hả? Dạ vâng, ví dụ có thể bạn ở Sài Gòn thì có thể gặp nhau uống cà phê là bình thường. Trời ơi, gọi điện mà còn bực mình đứng chiếu một cái. Trời. Làm gì cái đàn gái cái. Trời ơi. Đàn gái. Đó, bởi vậy tôi cố gắng tôi hỏi. Trời ơi, anh nói em nghe nè.
gọi điện cho người yêu cũ hay là uống cà phê người yêu cũ hay là trò chuyện yêu cũ, chuyện nó cũng bình thường mà em gái. Không có bình thường. Sao bình thường? Không, tùy quan điểm của mỗi người. Nếu như trong trường hợp cần thiết thì mình có thể liên lạc, mình nói chuyện với cái công việc đó thôi. Còn không cần thiết thì không nhất thiết. Cái chuyện mà từ người yêu mà thành bạn á, thì nó có chứ không phải là không có. Nhưng mà nó cái xác suất của nó rất là ít. Nó là trường hợp đặc biệt. Ví dụ với những người mà họ cởi mở, họ đồng ý thì không sao. Nhưng với những người mà họ không thích cái điều đó, mà mình làm cái điều đó là hoàn toàn thích. Không yêu nhau là bạn nhau, là tốt với nhau. Trên cuộc đời này mấy ai hiểu chúng ta, chỉ có một vài người có thể hiểu chúng ta. Đó là một trong những người yêu cũ, hiểu chúng ta có thể giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau, cũng đâu phải là yêu nhau đâu. Ủa mình chia tay là cái chuyện nó rõ ràng rồi, chỉ là bạn tốt với nhau cũng được mà, gọi điện thôi mà làm gì phải chia tay. Nhưng mà gọi điện không, tức là không phải, nếu như không cần thiết thì cũng không cần thiết phải gọi. Ủa, tại vì người ta mới gọi chứ, ví dụ như giống như Vân nè, rõ ràng hả, mà đã hết yêu nhau rồi thì thôi nha. Còn bắt buộc ví dụ như hai người đó phải chung một môi trường làm việc đó, mình phải chấp nhận. Nhưng mà còn nếu không thì thôi, không có lèn èn. Đàn ông mấy người á, tôi nói thiệt, không có lèn èn. Có những cái điều mà say nắng tầm bậy tầm bạ, rồi say mưa, rồi say gió, say đủ thứ, chứ không phải là say nắng không. Không có say được. Người ta nghĩ là đó là người bạn tốt thôi. Trở thành người bạn tốt thì nó giúp ích tốt cho chúng ta thôi, chứ có gì đâu. Thực sự Vân nói cho Linh nghe, cái đó là Linh thôi. Linh nói, nói riêng cho Linh, Linh nói cho nhiều người. Con nói không phải là ai cũng như Linh cả, hiểu không? Tại vì nếu mà tốt nhau quá, bỏ nhau làm chi vậy? Thì lúc đã đó vừa yêu nhau, vừa tốt với nhau, vừa là bạn tốt với nhau được, thôi bỏ nhau làm chi? Người ta không hợp nhau một vài vấn đề, nhưng mà người ta trong vẫn hợp nhau vì bạn bè có thể giúp nhau trong cuộc sống. Tại vì mình trong cuộc đời mình còn rất nhiều bạn, chứ không phải là chỉ có những người bạn đã từng đi qua đời mình. Thích chơi với người bạn cũ hơn. Thì đó đó là quan điểm của Linh. Chính vì vậy mà không ví dụ như của nhiều ví người. Dụ không có nhiều người giống như Vân là không em. Quan điểm của em sao? Dạ yeah, giống chị nhau. Vân giống chị đúng không? Yeah. Cái gì tôi rõ ràng cái đó. Ừ, tôi là đâu ra đó rõ ràng. Mới lèn èn. Không có lèn èn, người ta quan hệ ngoại giao, người ta giúp đỡ nhau trong công việc. Ok, nếu vậy thì tớ với cậu không chung một con đường nhá. Mình vẫn là song song không. Ok, mình chỉ là ông mai bà mối thôi. Mình vẫn chơi chứ với mình nhau, không thể là người yêu nhau được. Ok, mình vẫn là bạn tốt với nhau. Không là gì cả nha. Rồi, rồi. Nói vậy thôi chứ chuyện đó chuyện của em nha. Anh nói vậy không thôi. Thực ra là gì nè, gọi không gọi là chuyện của em nha. Nãy giờ chị với anh Linh á, là làm cái điều đó để em thấy rằng á, là không phải ai cũng nghĩ như mình. Em hiểu ý chị không? Ví dụ như anh Linh nghĩ như vậy, nhưng mà chị không nghĩ giống như anh Linh. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Quan trọng về con người tính cách hơn ạ. Hiền, có phẩm chất tốt, khuôn mặt phúc hậu á. Có nhiều người mặt gian nhưng mà cái hồn, tâm hồn ta rất là tốt. Hỏi người ta, ta trả lời mà còn la người ta mình là phân tích thôi mà, đâu có la đâu. Ta thích cái nét nhân hậu, ta không thích cái nét phản diện. Nói vậy tội nghiệp, có những người mặt phản diện nhưng mà tâm hồn, tâm rất là tốt thì sao? Cao 1m68 trở lên, vừa người, không quá mập cũng không quá ốm, mũi cao, chân mày không sáy đuôi. Gì? Sấy đuôi gì nè, phải không? Sấy cái đuôi lên nhìn là lên. Trời, yêu cầu lại rồi, rủ là những người đó là thường là chân mày tướng đó nha. Đúng thì rồi, chân mày sấy đuôi thì người ta không thích lấy quan chức. Kỳ cười ta. Quá chân ta mày thích sao? Lấy người bình thường thôi. Mũi cao gương mặt sáng. Mũi cao mặt sáng, chân mày không sấy đuôi. Dạ, mũi em thấp. Không thấp đâu. Rồi, được rồi. Rồi còn bên đó. Bên đây em muốn tìm người yêu thế nào? Tí nữa cái ngoại hình thì em sẽ chiếu lên. Em có làm một cái video ạ. À, rồi giữ vậy đó hả? Cái đó là em cắt ghép của từng bộ phận của khuôn mặt. Mở rào ra thì em mới chiếu clip và coi giống cái người yêu không, tưởng tượng em không, đúng không? Còn tính cách thì chỉ cần người ấy thương cha mẹ giữa bên nội bên ngoại. Dễ thôi, mình thương yêu gia đình người ta, người ta thương yêu gia đình mình thôi. Em đi với ai? Dạ em đi với hai bạn thân của em và hai đồng nghiệp ở công ty ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Hương Giang, em là đồng nghiệp của chị Trúc. Thì với em thì chị Trúc trong công việc là một người rất là tỉ mỉ, trách nhiệm, nhiệt tình. Anh này thì nhìn thì cũng mạnh mẽ, chắc là cũng che chở được cho chị của em. Nếu mà có tiến được với nhau thì mong anh là sẽ thương yêu và che chở cho chị của em. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì em tên là Phát. Đây là mấy anh em bạn học chung với Bổng, chơi với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Thì Bổng là một người mà gọi là rất là đáng tin. Nhưng mà là về mặt giao tiếp á, thì ở trong giao tiếp bạn bè rất là hòa đồng, vui vẻ. Đặc biệt là Bổng hát rất là hay. Đi ra ngoài á, thì giống như là thục vào á. Không có dám nói. Coi như là Bổng đi ra ngoài là thục vào hả?
Nhìn bạn nữ này rất là xinh xắn thì em nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Em tên là Phát. Dạ. Hai đứa này chơi chung được á, bổng Phát. Được. Thiếu đứa học nữa. Phát học bổng. Thôi giờ mở rào đi nha. Mở rào đi. Vấn đề là do em nha. Mở rào. Chúc bổng Phát nha. Lớn lên bổng. Em nói cái ý nghĩa cái món quà kẹo của em đi bổng. Dạ, món quà em tặng là tất cả đều là kẹo ạ. Bên trong nó có đủ mùi hương ạ, ngọt bùi cay đắng ạ. Cái hộp quà là hình tròn. Em mong rằng sau cái chương trình này chúng ta sẽ trải qua ngọt bùi cay đắng và sẽ không có điểm dừng và điểm kết thúc. Mở đi cưng. Trời, trai nhút nhát quá trời quá đất luôn. Dạ, ý nghĩa của món quà của em là em muốn có một mối quan hệ gắn kết lâu dài cho đến khi già và tình cảm vẫn mặn nồng vui vẻ như là bức tượng này hả? Rồi cái clip của em đâu em tặng luôn đi. Dạ, cái clip phải nhờ chương trình chứ. Rồi. Chào em, tuy rằng chúng ta chưa được gặp mặt nhau, nhưng anh làm video này để đưa ra một mẫu người lý tưởng của riêng anh trong giấc mơ. Đầu tiên, hình mẫu người lý tưởng của anh là chị Ngân Khánh, vì chị ấy có dáng người rất là đẹp, tính cách chị ấy sống rất điềm đạm và nhẹ nhàng. Anh muốn người vợ của anh sau này cũng điềm đạm và nhẹ nhàng với anh và các con như vậy. Anh rất thích đôi mắt của Hà Lan, một đôi mắt sáng long lanh, giờ thì đến một cái sống mũi rất là cao giống như Tây vậy. Không biết em có đoán ra của ai không nhỉ? Thôi để anh nói luôn nhé, đó là của chị Hồ Ngọc Hà đấy. Chị ấy có sống mũi rất là cao. Và cuối cùng là nụ cười. Anh rất ấn tượng nụ cười của chị Tăng Thanh Hà. Nụ cười của chị ấy rất là tươi và tỏa nắng. Đó chỉ là vẻ bề ngoài về mẫu người lý tưởng của anh. Nhưng thực tế đối với anh, mẫu người lý tưởng là người có vẻ đẹp tâm hồn. Một người cùng anh vượt qua mọi khó khăn và đi hết con đường còn lại của cuộc đời. Anh hy vọng cuối chương trình em sẽ cho hai chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, Trúc, em nói về cảm xúc của em sau khi em xem cái clip của bổng đi. Em có dạ. Nghe được bạn nhắn nhủ điều gì không? Dạ cũng có ạ. Thì em ấn tượng với cái lời nhắn nhủ của bạn, nhưng mà về cái hình mẫu của bạn thì em hơi lo ngại vì tiêu chuẩn cao quá. Không, cái này cái câu cuối cùng vẫn là vấn đề là tâm hồn. Cái này mà. Thực tế chỉ là mình làm cho vui thôi. Nhưng mà cuối cùng quan trọng nhất chỉ là cái tính cách thôi. Yeah. Quan trọng là trái tim mình còn rỗng đó. Trái tim bạn có rỗng hay không? Linh phân tích đi Linh kìa. Hả? Cái mẫu hình của bổng là mắt của Hà Lan. Mũi là mũi của Hồ Ngọc Hà. Dáng là dáng của Ngân Khánh. Nụ cười như Tăng Thanh Hà. Thì chị thấy Trúc dạ giống mà. Giống không? Em cảm nhận là bao nhiêu phần trăm ở Trúc? Em nói đi bổng. Dạ 95%. 95%. 95% thấy chưa? Trúc xinh quá. Trúc hỏi mình trước. Trúc xinh quá. Trúc hỏi mình trước đi kìa Trúc. Anh quan niệm tình yêu như thế nào ạ? Bây giờ bổng cũng lớn tuổi rồi, cũng 29 thì cũng bố mẹ cũng cần lập gia đình, tại vì nhà bổng anh chị có gia đình hết thì bố mẹ bây giờ cũng ở với mình à. Nên là bổng cũng mong rằng tìm được một người sẽ đốt cháy giai đoạn tình yêu để đi đến hôn nhân luôn, nếu mà mình hợp nhau. Cười đi bổng, mặt em khổ quá. Em nói em cười mặt em tươi liền, thấy không? Cười mặt đẹp trai mà bản lĩnh với sợ mà mặt không cười mắt hết. Mặt thấy khổ lắm, cười cho chị. Cười không, thường trực. Trúc cười á, rất là xinh luôn á. Đừng có quạo nha. Cười rất xinh, đó, mà quạo không? Là xinh đó. Là luôn luôn phải cười nha Trúc nha. Dạ. Hai bạn phải cười, hai bạn cười đều vui và đẹp trai đẹp gái hết á. Trúc thấy khuôn mặt bổng làm sao? Cười, em cười đi bổng. Cũng có phúc hậu ạ. Phúc hậu.
Ở Khánh Hòa Trúc ở chỗ nào? Dạ em ở Cam Ranh, ngay thành phố Cam Ranh luôn ạ. Anh ở Nha Trang hả? Đúng rồi. Trúc có ý định muốn về gần nhà làm? Nếu mà ở quê có công việc tốt á thì cũng sẽ suy nghĩ là về quê. Tại là công việc của em thì ở trong Sài Gòn nó phát triển tốt hơn á, nên là hiện tại thì em vẫn muốn là duy trì công việc ở trong này. Em xuất hàng ở bên nước ngoài cho khách á. Nha Trang hình như cũng có thể làm được. Nhưng mà hàng, mặt hàng của em là đa số ở trong này nó mạnh hơn. Anh về được bao lâu rồi á? Về được 2 năm. Trước mắt thì chắc phải nhắn tin qua Zalo, Facebook. Nhớ nhau thì cuối tuần em vào. Sao Trúc thấy sao Trúc? Dạ được chị. Trời cười có duyên quá. Cười giống gì á, giống Cổ Thiên Lạc. Bây giờ Trúc hỏi đi, Cổ đi lạc hả? Cổ Thiên Lạc. Ông thiệt tình đó ông Linh à. Em không thu xếp được công việc về quê thì anh có chấp nhận vì em mà vô Sài Gòn không? Cái này thì chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. Nói chung bỗng ở đâu bỗng cũng thấy có thể làm được. Nhưng mà bỗng vẫn mong muốn là Trúc có một cái hơi hướng gì đó mình về gần gia đình. Nói chung ba mẹ của bỗng thì bỗng cũng muốn là mình chưa trả ơn ba mẹ nuôi dưỡng. Bỗng cũng muốn là sẽ ở gần để lỡ ba mẹ có chuyện gì thì mình về cho nó kịp nó nhanh đó. Chị cảm nhận là đây là một người rất là nhân hậu. Mà nhân hậu như vậy đúng ý của em luôn đó. Chứ chị thấy về ngoại hình là hai đứa rất là ok luôn. Một đứa thì là hội tụ tất cả những cái gì đẹp nhất của các ngôi sao Việt Nam. Còn một đứa thì có một cái nét của một người đẹp nhất như Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc. Trời ơi quá xứng rồi đúng không? Bây giờ mà em hát được nữa là em Cổ Thiên Lạc luôn đó. Lên hát một bài thiệt là say đắm thôi. Dạ hơi rung. Đánh gục đối phương liền cho chị. Đó, phọt viết ngon lành, trai cao. Tiến tới luôn cổ Thiên Lạc. Đó. Rồi đó, nắm tay rồi hát hò đó coi nè. Dạ tay ra nước rồi. Nó rung nó ra nước, rung nó ra nước. Bỗng sẽ hát bài một đoạn điệp khúc bài Suy Nghĩ Trong Anh. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Nhưng khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Trời ơi. Bỗng bây giờ bỗng tỏ tình một cái câu nào mà cho chắc cú để cho nói hạ gục đối phương một lần đi rồi bắt đầu qua bấm nút bỗng. Chị khoái bỗng ghê luôn á Trúc. Nó duyên ngầm đó em ơi. Dạ em rung quá. Rung gì em nói với người đối diện đi. Trúc này tiếp lửa đi Trúc. Cho nắm tay cho bớt rung đi Trúc. Em sợ anh rung hơn. Dạ tay lại ra nước. Rồi chảy nước ướt nhẹp. Tay ra mồ hôi. Nắm tay đi. Ta ra dấu từ nãy giờ. Nắm tay. Thôi nói đi. Chúc rất bình tĩnh. Bỗng sẽ cố gắng làm và sẽ chúng ta sẽ ngồi với nhau để định hình lại công việc của mỗi người và bỗng hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hết con đường hết cuộc đời này. Được rồi. Nói gì vậy? Cùng nhau. Người ta nói cho đối tượng người ta nghe thôi. Nói cùng nhau đi cuối chân trời vậy đó hả? Rồi thôi được rồi. Kệ nó miễn sao Trúc nghe được rồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Chuẩn bị quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Hết thời gian. Hay quá. Đẹp. Hay quá. Đi. Nắm tay nhau đi. Nhìn nó cưng dễ sợ luôn. Em chị không biết em có cưng không chứ chị cưng nó ghê luôn á. Nắm tay đi bỗng. Bắt đầu từ bây giờ hai đứa đã chính thức hẹn hò với nhau đó. Trao đổi với nhau cố gắng là về Khánh Hòa hay là về thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế.
yêu nhau và chăm sóc mối tình này. Dạ. Hả? Dạ. Dạ không? Dạ. Thấy rung động chưa? Dạ rung. Thích không? Dạ thích. Thích thì hôn ngay hôn đầu tiên đi. Mình xin phép nhé. Nếu như hai bạn kết hôn với nhau thì hai bạn sẽ nhận được món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đẹp lắm, ráng nha. Có tiền có quà cũng đừng buông tay nhau ra.